về hướng Cần Thơ ha. Những chiếc xà lan còn đổ xuống nhiều luôn nha, và mấy chiếc ghe nữa kìa các bạn ơi. Mấy chiếc nhỏ nhỏ là thấy là phải re là không có sợ gì hết trơn á. Chiếc này là nhỏ nhất luôn nè, còn 23 chiếc đằng sau với chiếc ghe, mấy chiếc nhỏ nhỏ không ha. Rồi kia chỉ là ga ti là kéo thả nước thôi chứ không cần đạp ga cho lớn nữa. Từ đây mình thấy là cái khu vực ở Hậu Giang mình thấy mấy chiếc ở Hậu Giang thấy nhiều quá ha, mới đẹp đẹp không à. Rồi chiếc này ùn tắc là gặp mấy chiếc cao tốc nữa ha, là xé nước luôn nè các bạn ha, các bạn xem ha. Nè chiếc cao tốc nè, rồi lạn lắp thoải mái luôn, lạn trái lạn phải ha. Lạng trái lạng phải luôn. Lắc à, cái dừa lắc à. Cái bình nước nó đảo luôn à, nó ngã bình nước luôn à. Đó ghe cây, cái ghe cây, ghe nó cũng cổ dữ ha. To lắm là ghe cây đó. Cái cây số các bạn tới chậm khúc này, vừa tới khúc này là cách khoảng 20-30 mét, vậy là cách đầu đích với xà lan nhau à. Xa quá xa, cái cây số hơn cây số dưới dướng cái tơn rồi, ùn tắc rồi. Những chiếc xà lan khẩm luôn. Chiếc cát xà lan cát nào dòm thấy mê đấy nha. Cát rất đẹp luôn. Mình thấy cái chiếc xa xa các bạn ha, mình đối diện quay ha. Là cái chiếc này cũng hơi khẩm nhiều nha các bạn. Cái nghe cái tiếng máy chạy là mình thấy là kéo ga hơi lớn rồi đó, rồi chứng tỏ là có thể là chiếc xà lan này nó cái lường của nó là hơi dướng dướng nè, nó kéo ga nó hơi lớn á. Mấy cái chiếc này nó đầu tiên nó nhỏ nhỏ, nó nhẹ hiều, chỉ là nhả ga ti thôi, không có lên ga gì nữa, nước nó đưa theo luôn ha. Còn cái chiếc này nó còn kéo ga nè, nha mình xa xa mà nghe nghe tiếng máy chạy là kéo ga hơi lớn chút xíu mới đạp vô được nè ha. Vậy là cái chiếc đầu với chiếc này cũng dướng nè. Mình thấy xa xa hơn nữa, xa xa cách khoảng 100-200 mét đấy ha, có một chiếc xà lan chấu khổng lồ luôn rồi. Muốn qua mặt nhưng cũng khó lắm nha. Nếu qua mặt được là mấy chiếc xà lan này là đạo bê liền à. Chạy còn kéo ga lên mới lớn. Nó kéo ga mới đạp lên. Nói sao thấy mình đạp nó bựng bựng lên ha. Xà lan này họ cũng họ ăn gian ha, thẩm dữ ha, chàng bè luôn nha. Các bạn xem ra ở sau đích kìa, đạp nước thôi, còn kéo ga đạp dịch đạp lên bựng bựng bựng. Tới ùn tắc trước là phải nhả ga, phải lùi lại nè, cái này chiếc này đi hay nhanh nè. Xa nó dòm nguyên chiếc xà lan chấu ha, xà lan chở chấu với xà lan chở dầu khí ha, quá khủng luôn rồi.